Ngày 9 tháng 10, báo Dân Trí trao thuyền cứu trợ cho xã Thuận Hóa. Tại lễ bàn giao có đồng chí Cao Xuân Tín, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Đặc biệt, xã Thuận Hóa là một trong những xã khó khăn của huyện Tuyên Hóa, nằm dọc bờ sông Danh nên thường chịu thiệt hại nặng nề mỗi mùa lũ đến và gây chia cắt cô lập ở một số thôn trên địa bàn xã. Với yêu cầu cấp thiết đó, xã Thuận Hóa rất mong muốn có một chiếc cano để khi mùa mưa lũ đến có phương tiện ứng cứu người dân. Thấu hiểu được khó khăn của xã, nhà báo Lương Thị Mỹ Hà, báo Dân Trí Hà Nội, là con em quê hương đã kêu gọi sự ủng hộ của anh em, bạn bè được số tiền hơn 110 triệu đồng. Trong đó, mua 2 chiếc thuyền nhôm hết 94 triệu đồng, trị giá mỗi chiếc 47 triệu đồng để trao tặng cho hai xã Thuận Hóa và xã Thanh Thạch. Thuyền có kích thước vòm 2m, dài 10m, dài 3 ly, máy 13 ngựa. Việc trao tặng thuyền giúp cho các địa phương có thêm phương tiện di chuyển, phục vụ công tác ứng phó với lũ lụt, di dời người dân trên địa bàn ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản.